Đầu giờ sáng ngày 28 tháng 9, tại thành phố Hà Nội có mưa to, một số khu vực có hiện tượng ngập, úng nên các phương tiện di chuyển khó khăn. Nhiều người điều khiển xe máy phải dừng lại do xe bị chết máy. Trong ngày 27-28 tháng 9, trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa vừa và mưa to. Đầu giờ sáng ngày 28 tháng 9, tại thành phố có mưa to. Theo ghi nhận của phóng viên Đài Hà Nội, cơn mưa tầm tã kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường phố ở Hà Nội như Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương, Láng ùn tắc nghiêm trọng. Hàng nghìn phương tiện đổ dồn về các nút giao thông khiến hàng nghìn người chôn chân giữa trời mưa. Do nước ngập nên một số phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều người điều khiển xe máy phải dừng lại do xe bị chết máy vì ngập nước. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội vừa có báo cáo nhanh về tình hình thoát nước trên địa bàn thành phố do ảnh hưởng của trận mưa đêm sáng nay, ngày 28 tháng 9 năm 2023. Tổng lượng mưa 2 ngày 27 và 28 tháng 9 tại quận Hoàn Kiếm là 93,2 mm, Ba Đình 105,6 mm, Đống Đa 94,5 mm, Thanh Xuân 156,0 mm, Hoàng Mai 226,9 mm, Cầu Giấy 143,2 mm. Đợt mưa sáng ngày 28 tháng 9 tập trung từ 8 giờ đến 9 giờ với lượng mưa trung bình từ 50 đến 100 mm. Kết hợp với mực nước trên toàn bộ hệ thống đang ở ngưỡng cao do ảnh hưởng của trận mưa vào thời điểm 9 giờ đã xuất hiện các điểm úng ngập. Vào thời điểm 10 giờ, công ty đã ghi nhận trên địa bàn xuất hiện 30 điểm úng ngập, giao thông đi lại khó khăn. Để giảm thiểu úng ngập, tại lưu vực sông Nhuệ, công ty thực hiện vận hành tối đa các trạm bơm Đồng Bông 1-2 Cổ Nhuế, đã chủ động liên hệ đề nghị vận hành trạm bơm Yên Nghĩa hạ mực nước sông Nhuệ để đảm bảo thoát nước khu vực Tả Nhuệ. Các đơn vị thủy lợi vận hành trạm bơm Giàng Nguyên, Cầu Sa giải quyết cho cầm chui số 5-6 tại đại lộ Thăng Long. Tại lưu vực sông Tô Lịch, vận hành tối đa trạm bơm Yên Sở. Tại thời điểm 10 giờ 45 phút ngày 28 tháng 9, do nhiều ngày có mưa và lượng mưa đến thời điểm hiện tại tương đối lớn, mực nước mương sông dâng cao nên trên địa bàn công ty quản lý có một số điểm đọng. Rênh nước, cục bộ giao thông có một số điểm gặp chút khó khăn. Tại quận Bắc Từ Liêm, ga Minh Khai, đường Cầu Diễn, cổng chào Hoài Đức, phố Nhổn, đầu đường Văn Tiến Dũng. Tại quận Nam Từ Liêm, đầu phố Ngọc Trục, ngã Tư Canh, đường Xuân Phương, đường Do Nha từ SN2 đến 122. Cầu Cốc, đoạn từ Ủy ban phường Tây Mỗ đến Doanh trại Quân đội. Tây Mỗ, Chợ Chiều, Đại Mỗ từ Mobi City đến Ngọc Trục. Khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp, đường giáp cao tốc Pháp Vân, khu nhà ở sinh viên. Khu đô thị Văn Quán, đường Nguyễn Khuyến, đoạn cuối đường. Khu liền kề TT14, TT15 sau trường mầm non quốc tế. Đường Lê Trọng Tấn, trước cổng Thiên đường Bảo Sơn, đối diện cổng chào khu đô thị Nam An Khánh, nút giao đường Quang Trung. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn, khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ kết hợp với rìa Tây Nam áp cao lục địa, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi lớn hơn. Các lực lượng phương tiện của công ty vẫn thực hiện ứng trực theo phương án được duyệt, tập trung vệ sinh, kiểm tra thanh thải, đảm bảo thông thoáng dòng chảy, vận hành các cửa phai, trạm bơm nhằm hạ mực nước trên toàn bộ hệ thống, sẵn sàng đón mưa. Thưa quý vị, và ngay bây giờ thì phóng viên Diệu Phú đang có mặt tại khu vực nút giao Bích Xi Trần Duy Hưng để phản ánh tình hình mưa ngập. Xin được kết nối với phóng viên Diệu Phú ạ. Vâng, thưa quý vị, cơn mưa lớn từ đêm qua và kéo dài đến sáng nay thì cũng đã khiến cho nhiều tuyến phố ở nội đô xảy ra tình trạng là ngập úng và thậm chí là có nhiều nơi thì ngập sâu. Như quý vị có thể nhìn thấy thì nơi tôi đang đứng ở đây ấy, mặc dù là mức nước mưa chỉ cao hơn mắt cá chân khoảng một chút thôi, tuy nhiên thì ở những cái khu vực phía xa đằng kia thì mực nước ghi nhận được đã cao lên khoảng gần 1 mét rồi, và chỉ vài phút trước thôi thì cũng đã rất nhiều phương tiện cố gắng di chuyển qua cái khu vực đó, và do mực nước là quá cao thế nên là dẫn đến cái tình trạng là chết máy và phải gọi những cái đội cứu hộ. Để có thể điều tiết giao thông tại khu vực thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã bố trí người ở đây làm nhiệm vụ để có thể giúp cho quý vị có được một cái lộ trình di chuyển hiệu quả hơn, và tôi sẽ có cuộc trao đổi với một cán bộ chiến sĩ để thông tin thêm với quý vị. Vâng ạ, xin chào anh. Xin anh cho biết họ tên và chức vụ công tác của mình ạ. Nguyễn Văn Tiến thuộc đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an phố Hà Nội ạ. Xin anh cho biết rõ hơn về cái tình hình giao thông ở trong khu vực thành phố khi mà những ngày mà xảy ra tình trạng mưa lớn này thì như thế nào ạ? Vâng, như ngay từ buổi sáng ngày hôm nay thì nhận nắm bắt được tình hình thì đội cảnh sát giao thông số 6 đã bố trí 100% quân số. Sau khi thời tiết diễn biến xấu thì xảy ra nhiều điểm ngập úng, nên là đơn vị cũng đã bố trí những cái điểm ngập úng đó cắm chốt các cán bộ chiến sĩ
để phân luồng đảm bảo giao thông cho người dân đi lại đảm bảo an toàn ạ. Anh nhận định như thế nào về cái tình hình giao thông ở cái khu vực này và hiện tại thì lực lượng chức năng đã có những cái biện pháp gì để giúp cho giao thông ở đây di chuyển thông thoáng hơn ạ? Dạ vâng, như mọi người thấy thì cũng nước ngập thì cũng rất là sâu và tôi và cùng các đồng chí bên thoát nước Hà Nội cũng đã cắm cọc tiêu và mọi cái để bố trí làm sao cho người dân đi lại và để phân luồng đảm bảo giao thông ạ. Vậy thì lực lượng chức năng có những cái khuyến cáo gì với người dân để có thể lựa chọn những cái lộ trình di chuyển hiệu quả khi mà xảy ra mưa lớn như thế ạ? Dạ vâng, như mọi người biết thì thời tiết hiện tại diễn biến còn đang rất phức tạp nên chưa thể nắm bắt được như nào, nên mọi người cố gắng sắp xếp thời gian và nắm bắt lại lộ trình để làm sao đi lại một cách hợp lý nhất để đảm bảo không thuận tiện cho công việc của mình. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh. Vâng, thưa quý vị, như quý vị có thể nhìn thấy ở phía sau tôi đây thì ngay hiện tại thì do những cái sự nỗ lực của lực lượng chức năng cũng như là của xí nghiệp thoát nước, thế nên là khu vực này thì mực nước cũng đã rút rồi ạ. Và tôi sẽ có một cuộc trao đổi với một cán bộ thuộc xí nghiệp thoát nước để có thể thông tin thêm về quý vị về những cái phương án khi mà xử lý trong những ngày mà trời mưa như thế này. Vâng ạ, xin chào anh. Xin anh cho biết họ tên và chức vụ công tác của mình ạ. Tôi tên là Nguyễn Tuấn Tùng, phó giám đốc xí nghiệp thoát nước số 6, công ty thoát nước Hà Nội. Dạ vâng ạ. Những cái ngày mưa lớn thì ở trong nội đô rất có rất nhiều những cái tuyến đường mà xảy ra tình trạng là ngập úng. Vậy thì theo anh nguyên nhân là do đâu ạ? Thực ra là từ đêm ngày 28 tháng 9 đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn thành phố Hà Nội là có mưa với lượng mưa là đặc biệt lớn. Với ở khu vực trung tâm hội nghị quốc gia thì lượng mưa đã lên đến là 162,4 mm. Với điều kiện mưa mà trong thời gian như này thì sẽ không hệ thống thoát nước của thành phố sẽ không đáp ứng được. Thì cho nên là có một số điểm trũng thấp sẽ xảy ra tình trạng đọng nước cũng như là xảy ra tình trạng ngập. Vậy thì công ty thoát nước thì đã có những cái kế hoạch hay những cái phương án gì để có thể ứng phó với những cái tình huống mà xảy ra như vậy ạ? Đối với công ty thoát nước thì ngay từ đầu mùa mưa công ty đã lên những cái phương án để phục vụ vào trong mùa mưa với rất nhiều những cái phương án đối với tùy từng kịch bản mưa khác nhau. Thì đối với cả trận mưa đêm qua thì nó là kịch bản đi vào chiều hướng là bất lợi nhất. Thì cho nên là toàn bộ công ty đã huy động 100% cán bộ công nhân viên cũng như là lực lượng xe máy thiết bị để ra hiện trường ứng trực để đảm bảo nhanh nhất, đưa nước nhanh nhất về nguồn tiêu. Thì đối với khu vực chúng ta đang đứng thì là thoát chính cho phường Nhân Chính cũng như phường Thanh Xuân Trung và phường Trung Hòa. Thì đối với lượng mưa như vậy thì cũng có xảy ra tình trạng đọng nước ở trên ngã năm Trung Hòa. Thì với giải pháp công ty thì là tận dụng toàn bộ những cái hệ thống hồ điều hòa xung quanh khu vực như là hồ điều hòa Thanh Xuân và hồ điều hòa trung tâm hưởng quốc gia. Thì sau khi thực hiện những giải pháp cộng với là giải pháp ứng trực tua rác tại hiện trường thì tình trạng úng ngập cũng đã được cải thiện đáng kể. Và theo dự báo thì một lúc nữa thôi thì vị trí này sẽ hết tình trạng đọng nước và giao thông có thể đi lại bình thường. Vâng ạ, mưa lớn thì dự báo là sẽ còn kéo dài. Vậy thì xí nghiệp thoát nước cũng đã chuẩn bị những cái phương án hay kế hoạch gì cho những cái tình huống có thể xảy ra như vậy? Thì sau mỗi trận mưa thì công ty cũng đều bố trí cán bộ công nhân viên đi vệ sinh lại các họng ghi thu những cái điểm thu nước để làm sao để đảm bảo là đón trận mưa tiếp theo. Còn anh em cán bộ công nhân viên của công ty thì luôn trong tình trạng sẵn sàng để khi có mưa thì sẽ thực hiện công tác ứng trực tại hiện trường để đảm bảo an toàn cho phương tiện giao thông. Vâng, xin cảm ơn anh. Vâng, thưa quý vị, chắc chắn là thời tiết thuận lợi thì sẽ khiến cho cái lộ trình di chuyển của quý vị gặp rất nhiều những cái khó khăn. Tuy nhiên thì lực lượng chức năng cũng như là các đơn vị liên quan thì vẫn đang nỗ lực để có thể giải quyết những cái vấn đề còn tồn tại trong thành phố và giúp cho quý vị có những cái lộ trình di chuyển hiệu quả hơn. Và xin được chúc quý vị sẽ an toàn ở trên mọi lộ trình của mình. Và ngay bây giờ xin được trở lại với trường quay. Và xin được cảm ơn phóng viên Diệu Phú. Và thưa quý vị, do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao nên ngày và đêm nay, ngày 28 tháng 9 đến sáng mai, ngày 29 tháng 9, dự báo thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Từ trưa mai, ngày 29 tháng 9, mưa giảm dần. Mưa lớn có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt là các khu vực có địa hình dốc, làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông, có thể làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường, có thể gây ngập úng cây trồng, làm đất trở nên bão hòa nước hoặc làm cây bị đổ gãy, gây thiệt hại trong mùa màng. Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng lốc sét và gió rất mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, những ngày vừa qua, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An xảy ra mưa to đến rất to, gây ngập lụt nhiều khu dân cư.
nhiều tỉnh ở miền Trung bị thiệt hại nặng do mưa lớn. Tại tỉnh Nghệ An, mưa lớn làm ngập 1.600 ngôi nhà, 139 người dân phải sơ tán, 830 ngôi nhà bị cô lập, 40 điểm đường giao thông, 76 điểm cầu tràn bị ngập. Tại tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn gây ngập 4 điểm trên các tuyến huyện lộ và liên xã, liên thôn và 2 điểm cầu tràn. Tại tỉnh Quảng Bình, mưa lớn gây chia cắt 6 thôn, bản thuộc các huyện Minh Hóa và Quảng Ninh, ngập 1 điểm trên quốc lộ 15 và nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại huyện Minh Hóa. Như vậy, tính từ ngày 24 tháng 9 đến nay, mưa lớn tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã làm 2 ngôi nhà bị sập, 125 ngôi nhà bị thiệt hại, 7 cầu dân sinh bị hư hỏng, sạt lở 84 điểm giao thông. Bên cạnh đó, mưa lớn còn làm thiệt hại về gia súc, gia cầm, nhiều lồng cá bị cuốn trôi. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện 898 CDTTG ngày 28 tháng 9 năm 2023 về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Công điện nêu rõ, từ ngày 25 tháng 9 đến nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa to đến rất to, nhiều nơi tới trên 500mm, gây lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Một số tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, làm gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân tại nhiều địa phương, nhất là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Dự báo trong những ngày tới có thể tiếp tục còn xảy ra mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ chồng lũ, ngập sâu tại vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi. Để đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhân dân và nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, chỉ đạo khẩn trương triển khai có hiệu quả công tác ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ.